Audio Jungle. Xin chào con, thì clip hôm nay á, mình quay về công tác thăm vườn của trái cây theo mùa, thăm vườn của anh Sơn ở Phú Xuân, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk. Thì mô hình của anh á, là ba bút trồng sen với tiêu, thì anh trồng nói chung là cây nó cũng bị rất là rợp cho trồng sen với tiêu á. Thì công tác mình kiểm tra ở đây á, thì anh cũng có chia sẻ là sau cơn mưa vừa rồi á, thì cái vườn của anh nó rụng rất là nhiều, hoa động do rụng rất là nhiều. Nhưng mình đang đi thăm vườn kiểm tra cho anh xem á, để xem được cái tỷ lệ hoa nó còn lại bao nhiêu phần trăm và tỷ lệ hoa nở bao nhiêu phần trăm, để mình hướng dẫn cho anh phun thuốc để khắc phục lại hiện trạng mà cứu được phần trăm nào cho những cái hoa mà nó chưa nở, để cho những cái lứa sau này nó đậu được nhiều hơn. Còn những lứa trước đang gặp mưa này thì bị rụng rất là nhiều. Thì công tác mà thăm vườn của anh á, thì vườn của anh thì bơ nói chung rất là đẹp. Anh chia sẻ thì năm nào cũng bị mắc hết. Năm ngoái 2017 thì cũng bị mưa mà mắc trắng, thì năm nay anh cũng muốn là khắc phục được cái tỷ lệ nó 50% hoặc 40% về trái. Thì thời tiết hôm nay nó mưa rất là nhiều, như bà con biết á, hầu như tất cả các vườn đều bị dính đợt mưa xảo nhị á, đợt 1 á, đều mắc mưa hết. Mà có vùng mưa tới 2 cơn, có vùng mưa tới 3 cơn và có vùng có thể là mưa rào qua thôi. Thì hầu như bà con chúng ta đều mắc mưa hết. Thì năm 2018 này thời tiết cũng thay đổi rất là bất chợt, cũng hình tượng là giống như năm 2017. Nhưng cái khó của năm 2018 này á, là bà con chúng ta bơ bút toàn bộ phát đọt hết, nhưng bà con chúng ta không phun thuốc chặn đọt ở giai điểm là nằm nụ á, nên tỷ lệ đọt phát rất là mạnh và nhiều, nên cái việc xử lý rất là khó cho bà con. Vì một số bà con vẫn thắc mắc là đang nở hoa có phun thuốc hãm ngọn được không, thì mình nhắc lại là không được. Cái này nếu bà con phun hãm ngọn là sẽ ức chế lại hoa, sẽ không nở được, thì rất khó cho bà con. Thì sau khi xả nhị xong á, thì mình cũng nói rõ là có trường hợp mình cho phun chặn đọt, mà hầu như trường hợp cho phun chặn đọt rất là ít và rất là hiếm. Vì trái vẫn nó vẫn ảnh hưởng đến trái, nếu mà bà con phun thuốc quá liều á, hay mà nóng quá, hay là nhiều thuốc quá, thì làm cho cái trái chúng ta sẽ rụng đi. Mà cái giai đoạn trái mà hạt đậu xanh á, nó rất là nhạy cảm, nên là bà con phải chú trọng gì, vì trái nhỏ chúng ta phải nuôi dưỡng thật là kỹ. Khi mà qua được giai đoạn từ trái hạt đậu xanh lên viên bi á, thì lúc đó công tác chúng ta rất là khỏe và dễ dàng rồi. Thì vấn đề đó là mình hướng dẫn và nói sơ bà con. Thì đó là clip tiếp theo mình sẽ nói trong khi mà giai đoạn mà xả nhị xong. Bà con ta thì mình tính khoảng cỡ 4 đến 5 ngày nữa thôi, thì công tác xả nhị nó xong, thì lúc đó mình sẽ tập trung và hướng dẫn cho bà con về công tác phun thuốc đậu trái, xử lý ngọn, non và chống nấm cuốn ở giai đoạn trái hạt đậu xanh khi mà mới xả nhị xong. Cái đó mình sẽ hướng dẫn clip sau. Còn clip chính này cũng vẫn là đi thăm vườn, kiểm tra vườn của anh Sơn ở gần chợ Phú Xuân, Cà Rông Năng. Ngày vợ chồng anh cũng chia sẻ là trong này mưa, hai cơn mưa cũng rất là lớn, nên sản lượng hoa rụng cũng rất là nhiều. Nhưng được cái là vườn bơ của anh á, mình kiểm tra thì lá nó rất là xanh và nhiều. Thì cái bơ chúng ta nếu mà giữ được lá xanh đậm á, nhiều mà chưa rụng á, thì cái tỷ lệ đậu trái rất là cao. Đó là hầu như những vườn mà còn lá đậu rất cao. Còn những vườn chúng ta mà khi mà cái đọt đang phát mà hoa đang ra, vì cái dinh dưỡng thì tỷ lệ nó bị giảm đi mất khoảng 30-40%, đó là tỷ lệ đậu trái. Thì mình cũng đi kiểm tra rất là chi tiết cho bà con, cũng rung từng cành từng ngọn để cho con xem. Thì vấn đề mình nhắc lại cho bà con á, thì về cái độ ẩm á, bà con chúng ta là cũng thắc mắc á, đang nở hoa có tưới được không, thì mình cũng nhắc lại bà con là bà con vẫn duy trì độ ẩm cho mình để tránh tình trạng là cây nó sốc nước. Vì những cơn mưa rào á, thì thực sự là không, bà con ta không chú trọng được. Nếu mà mưa, lượng mưa nó lớn á, thì dễ bị sốc nước, dẫn đến tình trạng mà phát đọt này, hay là rụng sinh lý do nước, nó rất là nhiều nguyên nhân. Thì đó mình nhắc lại đó con, mình nhắc lại cho con chú ý và chú trọng cái công việc mà tưới nước cho mình. Thì clip này mình cũng quay và toàn bộ về quy trình hoa này, thì một số vườn có thể là hoa nở muộn và một số vườn đó là hoa nở sớm ở đợt 1 này. Thì công tác đợt 1 thì cũng đã chuẩn bị kết thúc rồi, chỉ còn 4 ngày đến 3 ngày nữa thôi. Thì dự kiến đó mình sẽ thông báo tiếp theo cho bà con công tác xả nhị. Thì bà con vui lòng đăng ký kênh đi và theo dõi tất cả video ở bên Trái Cây Theo Mùa Đắk Lắk.
Cảm ơn bà con ạ. À.